Lấy miếng hạ sốt của em bé ngâm với nước trong vòng một ngày là ra được con sâu dễ thương mềm mềm như vậy nè. Chơi chắc cũng vui lắm á, để tôi làm thử xem có đúng như vậy không nha. Trời ơi bạn, Hiếu chịu lấy gì vậy? Lấy gì á? À, đây là cái đồ nóng á. Đó, cái miếng hạ sốt của ta thì phá nó đi. Đây là, ui màu hồng nè. Mình sẽ lấy màu hồng hơn quá. Ê, như anh sốt đúng không? Thôi, có. Trời ơi. Phong sẽ đổ nước vô đây nha mọi người. Thơm mùi dâu quá à. Thơm hả, anh ăn đi. Trời ơi. Ngâm vô, ngâm vô. Có nước vô rồi. À, đây nè, ơi đảo nè. Mà sao nó chưa nở nữa? Không quá, cái này phải để ngày mai mới nở được. Để đây, ngày mai sẽ biết kết quả nó có nở ra hay không nha. Bạn ơi, bây giờ sáng rồi mình sẽ coi kết quả. Ủa, thành công nè. Wow. Ồ, trời ơi nè.